quay cho chồng kì. Ôi. Cẩn thận nó cặp chết. Không, bây giờ nó đuối rồi. Dạ. Bây giờ về coi như nó bây giờ nó ngấp ngoái rồi. Không, sống thì vẫn sống mà đuối lắm, mệt lắm rồi. Hôm nãy ở trong kiếp gọ rửa như là tắm trong người ấy. Nó bẩn mệt. Tí nữa mình cho mồm vào cái chân này mình cắn mình hết rồi. Mình rửa sạch đi. Nào xem không? Này. Rồi. Nào ăn không? Chết rồi, không cần gì. Ôi, chết rồi, cả 80. Lúc nãy về vậy có cả ướp cả đá khô là ấy ở trong này mà. Trong cái càng này cái thịt nó rất béo. Béo á? Nhiều thịt. Như càng cua mà nha. Con này mà bắt nó ở dưới biển là kéo lắm. Khỏe lắm ấy nhỉ? Dễ khỏe lắm chứ con này. Nó cặp, nó cũng ấy rồi ấy. Phải túm đúng ở đây chứ nếu không thì... Có cái gì này? Xem con ở Big C nó có cái này nhá. Big C là mặt. Cái thân nó không to lắm nhỉ, nó cũng rất là đầu. Đặt đầu nó càng. Đầu nó càng. Cái tôm hùm ta thì không có càng. Hãy mở ra đỉnh ngón tay cho nào. Mở ra cho chơi. Cô ăn thì uống sữa vậy. Này vứt đi là nhiều vỏ. Ôi, xong rồi mang đến giả cho nhà bán ấy. Cân lên được bao nhiêu trừ tiền? Ở đây tôi ăn được có tí thôi, còn đâu giả lại đây. Giá rẻ hơn giá mua tí. Rồi thủ nhà ai đi lấy bát chải để cọ. Ôi giời ơi, mồ hôi ướt rồi. Có đấy. Thực ra cọ thế nó ra cái gì mấy đâu. Không có cái bụi bẩn reo riêng thì nó ra hết đấy. Không có này nó sạch. Nước cũng đục ngầu lên đây. Mình rửa bằng tay không phải sạch đâu. Hấp mà. Hấp bằng gì? Hấp bằng nồi bằng gì? Kinh nhỉ? Thần gì nhỉ? Phải là cái mua ở đúng không? Qua để hấp. Dạ. Em mua ở Big C à? Mua ở chỗ họ bán chuyên bán hải sản. Big C nó bán. Big C con bé hơn cái này nhỉ? Có hai con đực. Hai con đực càng to này. Một con cái này hai càng nhỏ. Nhưng mà thịt nó rất dày. Sạch sạch là cho hấp thôi. Hấp nồi nào vừa? Không, nồi nào vừa được thì em cầm nồi nhỏ. Thế cho phải hấp từng con một. Tại đây đi. Thì ăn hết một con rồi đấy không? Trong khi ăn thì đang hấp. Hấp thì hết khoảng 20 phút chẳng hạn. Ừ. Con để đây để sang làm xả với cái ấy. Ông đang làm gì? Đặt chỗ nào? Ăn nút đỏ. Đây chăn gì? Đến đây hấp con một thôi. Đâu gì em? Hai con không nhét được. Hấp con một. To ghê nhỉ. Bảo ông ngoại ra mà không ra. Nào đây, đây cho nằm đi nhé. Đi hấp kiểu gì đậy được không? Đây được. Này. Ok chưa?
hai con là hay một? Cho nước vào. Một con một thôi. Thế sao? Đang khoe à? Một con đã đầy nồi rồi, anh phải hấp 3 lần. Đây. Giờ không mở được ra. Đây, soi pha đây. Mang sang bên kia để thêm xả các thứ nhá. Con gì ạ? Đúng, 33 lần rồi. Con là nó kín vào rồi. Ôi, nắm bao là cũng được. À. Cần gì phải gửi cơm, ăn gì gửi. Tôm này mình hấp đơn giản nha, tại vì cái nồi này nó chỉ được thế thôi, nên con tôm nó đã chiếm hết cái nồi nên ba con là phải hấp 3 lần. Mà to quá cái nắp không đến được, thành cái luộc bia đấy, không phải hấp bia. Bây giờ mình đổ bia này. Thành tôm luộc bia. Có cần. Bây giờ mình bỏ cái này lên đây nha. Cho lên đi. Ây à, cũng nặng ngớm. Hai nghìn hai cho to nhất trong vòng khoảng 20 phút. Thơm quá bạn ạ. Mang rực lên rồi. Lột từ 38 mà bây giờ là 45 rồi. Này chắc chả đến 20 phút đâu nhỉ. Chả biết được con này nó không bao nhiêu. Tầm 15 phút xong. Sống cho hấp tiếp. Mẹ, bỏ con cái vung này với. Bỏ vung vớt con tôm ra kia để cho con khác vào hấp. Tôm này hấp được 15 phút rồi. Rồi. Bỏ cái vung. Bỏng ấy, bỏng lắm. Đấy. Cầm chỉ cầm được cái dâu thôi, còn lại là bỏng. Nhưng mà phải đỡ đũa, không là rơi. Ý, to hơn cả cái đĩa rồi. Ê, nào bây giờ để cho con khác vào tiếp nhá. Nhìn đây. Bia này ít quá. Rồi, cho tiếp con khác vào nhá. Tiếp bọn em nữa nhá. Ồ đây. Một cái càng của nó như càng cua nhỉ. Ui ngọt lắm. Cái gì bố? Không khóa đâu, không mở được đấy. Phải có chìa mới mở được. Thịt đặc này. Chìa ở đâu đấy? Chìa. Ông lại đi đâu? Mới được một con ở kia, chuẩn bị vớt con nữa nhá. Ui con nướng. Ồ. Tỏ lắm. Sao làm nước chấm này làm hai bát thế này? Ăn chấm hai bên. Rồi, con kia là từ năm. Đây này cả nhà ơi. Ăn cái gạch con này con cái nào, cái gạch ăn béo lắm. Đây. Cả cái nước béo nó nổi lên thế này. Đúng không? Báo cái lốc kia cũng được mà, báo bẩn đầu. Bố, múc thử cái này nè. Không phải múc vào đây, múc ăn luôn. Thử vào đúng chỗ này em. Thế lấy cho cái bát to này anh. Ăn thêm ra gì không? Cứ ông cứ ăn đi đã. Ê, ngon lắm nào. Bắn à? Lào ơi, cho Lào vào video này làm kỷ niệm nhá.
Kỷ niệm ăn tôm hùm mà Lào chê không ăn. Chê chị nè. Măm nè. Mấy phút rồi? 10 phút rồi, thêm 2-3 phút nữa vớt đồng tiền ha. Em mời anh chị một mẹ. Béo ngon rồi đấy. Cái càng chị bóc hết vỏ ra lấy thịt phải chấm. Nếu mà thịt con tôm này mà không chấm thì nó bị ngọt quá. Khó bóc à? Ngọt quá theo kiểu như ngọt mì chính. Gơ lên cái vỏ này. Hôm nay đi Bixi định mua cái kẹp để kẹp vỡ nhưng mà không thấy nó bán ở đâu. Lúc về định bảo về Thành Đô mua nhưng mà lười. Có cái kẹp để chuyên ăn tôm tiếc em. Ăn cua ấy. Kẹp phát là nó vỡ. Lấy cái con dao. Dao to ấy nhở. Lấy dao to rồi gọi. Thôi mấy phút nữa vớt được kìa.